đang ngủ, cả gia đình 7 người ở Mỹ chết tức tưởi. Một gia đình 7 người thiệt mạng vì ngộ độc khí gas khi đang ngủ trong nhà ở bang Minnesota, Mỹ. Daily Mail ngày 20 tháng 12 đưa tin 4 người lớn và 3 trẻ em được tìm thấy thiệt mạng trong một ngôi nhà ở bang Minnesota vào tối ngày 18 tháng 10. 2. Vụ việc nghi ngộ độc khí gas được cho là xảy ra khi các nạn nhân đang ngủ. Gia đình 7 người nói trên cha, mẹ, 3 người con, cô và cháu gái bao gồm Belen Humberto Hernandez, Eleanor A. Hernandez, Brilin Favela Hernandez, Mai Bradley Hernandez, Early Ismariela, Malenida và Mabeli Hernandez. Cảnh sát tìm đến ngôi nhà của gia đình Hernandez Pinto ở thành phố Mohet sau khi người thân phát hiện thi thể của 7 người. Hàng xóm không nhìn thấy họ kể từ ngày 17 tháng 12. Các nhà điều tra không cung cấp bất kỳ thông tin nào về nguyên nhân dẫn đến những cái chết. 7 thi thể đã được đưa tới văn phòng giám định y khoa quận Romsey để khám nghiệm tử thi. Không có dấu hiệu bạo lực trong nhà của gia đình Hernandez Pinto. Cảnh sát cũng không tìm kiếm bất kỳ nghi phạm nào và cho biết không có mối đe dọa nào đối với cộng đồng. Thị trưởng thành phố Mohet, bang Minnesota, Sally Carson mô tả đây là một thảm kịch đau lòng, đồng thời gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân. Một tài khoản gây quỹ trên trang GoFundMe đã được lập để hỗ trợ chi phí tang lễ và các chi phí khác cho gia đình Hernandez Pinto. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé!